Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta cùng đi tìm hiểu những phương pháp sử dụng lộc mã quý nhân để chọn ngày tốt trong tháng 10 âm lịch năm 2020 cho tuổi Sửu. Tháng 10 âm lịch, tháng Đinh Hội, sát chủ ngày Giờ Dậu, thụ tử ngày Giờ Thân, nguyệt phá ngày Giờ Tỵ. Để tìm hiểu những ngày tốt, chúng ta cùng đi loại trừ những ngày xấu trong tháng 10 âm lịch. Đầu tiên có những ngày xấu cần tránh như sau, đó là ngày Tam Nương, là ngày mùng 3 âm lịch. Ngày Tam Nương vào ngày Giáp Tý. Ngày mùng 7 âm lịch là ngày Mậu Thìn. Ngày 13 âm lịch là ngày Giáp Tuất. Ngày 18 âm lịch là ngày Kỷ Mão. Ngày 22 âm lịch là ngày Quý Mùi. Ngày 27 âm lịch là ngày Mậu Tý. Đây là những ngày Tam Nương không tốt để cưới xin. Tiếp theo, chúng ta cùng đến với ngày Con Nước. Ngày Con Nước là ngày 11 âm lịch. Ngày 11 âm lịch là ngày Nhâm Thân. Ngày 25 âm lịch là ngày Bình Tuất. Tiếp theo, chúng ta cùng đến với ngày Nguyệt Phá. Ngày Nguyệt Phá gồm những ngày Tỵ. Tất cả những ngày Tỵ đều là ngày xấu, bỏ. Tiếp theo, xung tuổi gồm những ngày Mùi, trong đó có 22 âm lịch Quý Mùi và ngày mùng 10 âm lịch là Tân Mùi. Xung tuổi xấu. Ngày Dương Công Kỵ có ngày 23 âm lịch. Ngày 23 âm lịch là ngày Giáp Thân. Đây là ngày Dương Công Kỵ. Ngày sát chủ gồm những ngày Dậu. Tất cả những ngày Dậu là ngày xấu, trong đó có 24 âm lịch là ngày Ất Dậu và 12 âm lịch là Quý Dậu. Thụ tử gồm những ngày Thân. Ngày Thân là có ngày 28 âm lịch và ngày 11 âm lịch đã là ngày xấu rồi. Tiếp theo, ngày Thiên Địa chuyển sát gồm có Bính Tý và Nhâm Tý. Trong tháng 10 âm lịch thì không có ngày Nhâm Tý, chỉ có ngày Bính Tý là ngày 15 âm lịch. Là ngày 15 âm lịch, ngày Bính Tý là ngày xấu. Đây là những ngày xấu cần phải tránh của tuổi Sửu trong tháng 10 âm lịch. Sau khi hết những ngày xấu, chúng ta cùng đến với những ngày tốt. Đầu tiên chúng ta cùng đến với Thiên Can, tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985. Ất Sửu có lộc thần tài vào những ngày Mão, trong đó ngày Mão còn lại là ngày mùng 6 âm lịch và ngày 30 âm lịch. Ngày mùng 6 âm lịch là ngày Đinh Mão, ngày 30 âm lịch là ngày Tân Mão. Đây là những ngày thần tài. Tiếp theo đến những ngày quý nhân là những ngày Tý và ngày Thân. Ngày Tý có những ngày sau. Ngày mùng 3, 15 và ngày 27 nhưng đều đã bị gạch bỏ bởi ngày xấu. Tiếp theo còn những ngày Thân. Ngày Thân còn lại cũng không có ngày nào nên Ất Sửu có ngày mùng 6 và ngày 30 là ngày tốt. Địa chi tuổi Sửu có những ngày tuổi Tý và tuổi Hợi là nhị hợp và thiên mã là ngày tốt. Trong đó tuổi Tý thì còn những ngày sau. Mùng 3, 15, 27 cũng không phải là ngày tốt. Ngày Hợi có ngày mùng 2 âm lịch Quý Hợi, ngày 14 âm lịch Ất Hợi và ngày 26 âm lịch là Đinh Hợi. Tiếp theo, chúng ta cùng đến với Đinh Sửu, sinh năm 1997. Đinh Sửu thì có lộc tồn, ngày thần tài vào những ngày Ngọ. Trong đó, tháng 10 âm lịch có ngày mùng 9 âm lịch Canh Ngọ, ngày 21 âm lịch Nhâm Ngọ. Quý nhân có những ngày Dậu và ngày Hợi. Đầu tiên, ngày Dậu thì đã bị loại bỏ bởi vì ngày sát chủ, ngày Hợi thì sẽ còn ngày mùng 2, Quý Hợi, ngày 14, Ất Hợi và ngày 26 là Đinh Hợi. Tiếp theo, tuổi Sửu thì có nhị hợp, thiên mã là những ngày tuổi Tý và tuổi Hợi thì đều đã có vào trong những ngày lộc tồn và quý nhân. Tiếp theo, chúng ta cùng đến với Kỷ Sửu. Kỷ Sửu là những người sinh năm 1949 và 2009.
Kỷ Sửu thì có những ngày hợp. Kỷ Sửu thì có những ngày thần tài vào ngày ngọ. Thần tài vào ngày ngọ trong tháng 10 âm lịch có ngày mùng 9 canh ngọ và ngày 21 nhâm ngọ. Quý nhân có những ngày Tý và ngày Thân. Quý nhân có ngày Tý thì đã bị gạch bỏ, ngày Thân cũng đã bị gạch bỏ, nên tuổi Kỷ Sửu chỉ có ngày mùng 9 và ngày 21 là ngày lộc tồn. Tiếp theo chúng ta cùng đến với địa chi của tuổi Sửu. Địa chi của tuổi Sửu hợp với Tý và Hợi. Tý thì cũng đã bị loại bỏ, Hợi thì có những ngày mùng 2 âm lịch Quý Hợi, 14 âm lịch Ất Hợi và ngày 26 âm lịch Đinh Hợi. Tiếp theo cùng đến với Tân Sửu sinh năm 1961. Tân Sửu có ngày thần tài vào những ngày Dậu. Tuy nhiên, ngày Dậu trùng với ngày sát chủ nên không được. Tân Sửu có những ngày quý nhân là ngày Ngọ và ngày Dần. Ngày Ngọ tháng 10 âm lịch có ngày mùng 9 âm lịch và ngày 21 âm lịch. Tiếp theo, ngày Dần thì có mùng 5 âm lịch. Bính Dần, 17 âm lịch Mậu Dần và 29 âm lịch Canh Dần. Nhị hợp, thiên mã, địa chi thì những ngày địa chi tam hợp. Những ngày địa chi nhị hợp thiên mã của tuổi Sửu thì có Tý và Hợi. Trong đó, Hợi thì có ngày mùng 2 âm lịch Quý Hợi, ngày 14 âm lịch Ất Hợi và ngày 26 âm lịch là Đinh Hợi. Cuối cùng chúng ta cùng đến với Quý Sửu sinh năm 1973. Quý Sửu thì có ngày thần tài và những ngày Tý, tuy nhiên bị gạch đi bởi những ngày xấu rồi, nên quý nhân chỉ còn ngày Tỵ và ngày Mão. Ngày Tỵ cũng bị gạch bỏ bởi Nguyệt phá. Ngày Mão thì còn mùng 6 âm lịch Đinh Mão và ngày 30 âm lịch là Tân Mão. Có nhị hợp thiên mã là ngày Tý và ngày Hội, trong đó có ngày mùng 2 âm lịch, ngày 14 âm lịch và ngày 26 âm lịch. Trên đây là những ngày xấu và những ngày tốt của tuổi Sửu trong tháng 10 âm lịch. Chúng ta cùng tổng quan lại. Ất Sửu sinh năm 1985 có những ngày đẹp là ngày mùng 2 âm lịch, mùng 6 âm lịch, 14 âm lịch, 26 âm lịch và 30 âm lịch. Đinh Sửu sinh năm 1997 có những ngày đẹp là ngày mùng 2 âm lịch, mùng 9, ngày 14, 21 và 26 âm lịch. Kỷ Sửu có những ngày âm lịch là ngày đẹp là ngày mùng 2, mùng 9, 14, 21 và 26. Kỷ Sửu là những người sinh năm 1949-2009. Sinh năm 1961 là những người Tân Sửu có những ngày đẹp là ngày mùng 2, mùng 5, mùng 9, 14, 17, 21, 26, 29 âm lịch. Cuối cùng là Quý Sửu sinh năm 1973 có những ngày đẹp là ngày mùng 2, mùng 6, 14, 26 và 30 âm lịch. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ kênh Phong Thủy Gia Cát. Mọi người đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại vào những video lần sau.